Này là cái chủ đề lý thuyết về cái việc cập nhật ha, cập nhật dự án, thì em sẽ kết hợp cái lý thuyết của chủ đề này với cái phần thực hành của chủ đề sau để em nói luôn một lần ha. Chủ đề này các anh chị có thể xem thêm, đây là chủ đề lý thuyết. Thì đến đây em sẽ kết hợp cái phần lý thuyết này và em sẽ trình bày luôn và cho ứng dụng luôn ha, trên 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 cái bước này. Và đây là một cái bước cực kỳ quan trọng, thực thi và cập nhật tiến độ dự án, tức là tiến độ của chúng ta đã được phê duyệt và dự án của chúng ta đã chính thức bắt đầu, và trách nhiệm của anh em mình là sẽ cập nhật cái thực tế vào để chúng ta so sánh với cái kế hoạch. Vậy việc cập nhật thực tế này có thể được thực hiện hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng tháng, tùy vào cái độ dài cái dự án của chúng ta và cái yêu cầu của công ty chúng ta. Và công ty em thì sẽ kết ốp dữ liệu vào 23 giờ 59 phút ngày thứ sáu hàng tuần, tức là thứ sáu hàng tuần của em kết ốp dữ liệu để em chạy báo cáo ha, hàng tuần bên em là báo cáo hàng tuần. Rồi thì sau này nếu như việc cập nhật này ha, nó sẽ chúng ta sẽ cập nhật ba thứ. Thứ nhất là cập nhật về ngày thực tế, gọi là actual date, nó gọi là ngày, nó sẽ có ngày bắt đầu thực tế, actual start, ngày hoàn thành thực tế, actual finish. Nguồn lực bao gồm actual unit cho labor, cho non labor và cho material và chi phí ha, chúng ta sẽ cập nhật ba cái tiêu chí đó. Nếu sau này công ty chúng ta có sử dụng cái môi trường server thì các anh chị cũng có thể cập nhật bằng tính năng time sheet ha, sử dụng cái B6 team member cầm một cái máy tính bảng xuống công trường và tích 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 vào công việc này, nó bắt đầu ngày này tích vô, được không ạ? Thực tế kết thúc ngày nào chúng ta tích vô, giờ công mấy con cato đó hoạt động trong ngày đó bao nhiêu giờ tích vô, được không ạ? Nói cập nhật thực tế là như vậy ha. Thì sau khi chúng ta cập nhật thực tế xong, hiện tại dự án của chúng ta chưa cập nhật nên đường data date của chúng ta là nằm ở ngày 6 tháng 9 đây. Data date của chúng ta, dự án chưa thực thi, chưa cập nhật, thì data date là ngày 6 tháng 9 năm 19. Sau khi dự án chúng ta triển khai một tuần hoặc một tháng thì chúng ta cập nhật xong, chúng ta chạy tiến độ, thì data date nó sẽ dịch vô một tuần hoặc nó dịch vô một tháng khi chúng ta chọn cái ngày data date, được không ạ? Và mục tiêu của cái việc cập nhật này là chúng ta sẽ báo cáo những cái công việc mà ở quá khứ chúng ta thực hiện. Với cái kết quả ở quá khứ chúng ta thực hiện như vậy thì phần mềm nó sẽ tính lại cái remaining work cho chúng ta. Tức là với quá khứ chúng ta thực hiện, phần mềm nó sẽ tính là hiện tại chúng ta đang nhanh, đang chậm hay là đang đúng kế hoạch. Nhìn vào đây là các anh chị thấy đang nhanh hay đang chậm ạ? Đang chậm so với kế hoạch ha. Kế hoạch của chúng ta là baseline, là cái đường màu vàng ở phía dưới. Còn thực tế của chúng ta đang trồi ra, được không ạ? Đang trồi ra so với kế hoạch, dẫn đến ngày kết thúc đang trồi ra, hiện tại đang chậm hơn so với cái kế hoạch. Dạ, đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng ha. Em sẽ cố gắng tới phần thực hành, em sẽ cố gắng đi chậm nhất có thể. Sau khi chúng ta cập nhật xong, chúng ta F9, chúng ta chạy tiến độ thì đường data desk nó sẽ dịch vô. Rồi tiếp tục cập nhật, đường data desk nó sẽ dịch vô ha. Với chỗ này. Rồi, phần mềm nó cho chúng ta một cái tính năng gọi là Progress Pipeline để nó rọi cho chúng ta thấy được các cái công việc cần cập nhật, được không ạ? Để nó rọi cho chúng ta thấy được các công việc cần cập nhật. À rồi, các anh chị vô phần mềm, các anh vô phần mềm, rê chuột lên trên đây, nó có một cái hiện ra một cái từ mang tên là Progress Pipeline. Rê chuột lên. Có một từ mình tên là Progress Pipeline. Rồi các anh chị hãy, các anh hãy bấm vào đó cho em. Bấm vào cái đèn pin. Thì ở đây các anh nhìn thấy đây, cái time scale của chúng ta đang thể hiện theo tháng. Thì khi chúng ta bấm vào cái đèn pin, phần mềm nó sẽ rọi cho chúng ta đúng một tháng. Tức là những công việc sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 ở đây, thì nó bôi vàng lên cho chúng ta. Những công việc nó nằm ngoài cái chu kỳ báo cáo của chúng ta, tức là nó thuộc cái tháng sau, chúng ta chưa làm tới.
chưa làm tới thì nó đâu có rội lên làm cái gì đâu, đúng không ạ? Tính năng rộng report là như vậy. Nếu như cái time scale này của chúng ta để theo tuần thì phần mềm nó sẽ rọi đúng một tuần cho chúng ta. Trong trường hợp này, công ty em báo cáo tuần nên em sẽ để cái time scale này theo tuần. Để làm chi? Để khi em bấm vào cái tiền pin thì tự động nó rọi đúng một tuần cho mình. Mình làm việc nó dễ hơn, nó rọi sáng cho chúng ta. Chúng ta biết được cái công việc này còn báo cáo trong tuần này. Được không ạ? Vậy hiện time scale theo tháng, theo tuần, theo ngày thì chúng ta làm sao nha? Nhớ không ạ? Chuột phải bên trang chạc chọn time scale. Chuột phải bên trang chạc chọn time scale. Tại đây, chỗ date interval ở đây, hãy chọn lại cho em month with tháng, tuần của tháng, month with. Bấm OK. Rồi, các anh hãy bấm vô cái đèn pin này lại cho em. Muốn tắt đèn pin thì chúng ta bấm vô một lần nữa. Bấm tắt cái đèn pin cho em. Sau đó bấm lại để nó rọi đúng một tuần thôi. Bấm tắt, rồi bấm lại ha, để nó rọi đúng một tuần. Tức là chúng ta báo cáo theo tuần. Trong tuần này có những công việc gì theo kế hoạch thì nó sẽ hiện ra, nó bôi vàng lên cho chúng ta, nó rọi vàng cho chúng ta. Những công việc thuộc cái tuần sau, thuộc chu kỳ sau, chưa làm tới thì nó không bôi vàng. Đúng ha, mình dùng cái tính năng time scale đây, thuộc cái tính năng report deadline. Rồi, sử dụng việc cập nhật, các anh có hai cách để chúng ta cập nhật dữ liệu thực tế. Một là chúng ta cập nhật bằng activity detail. Hai, chúng ta cập nhật bằng activity table. Cập nhật bằng activity detail tức là sử dụng cái detail ở dưới đây. Cập nhật bằng activity table thì cập nhật ở trên đây. Cập nhật ở trên đây. Rồi, OK. Em sẽ show ra cho các anh hai cách luôn. Hai cách luôn, để chúng ta muốn sử dụng cách nào thì sử dụng. Để cập nhật bằng activity table ở trên thì chúng ta sẽ show ra những cột như sau. Rồi, để em chuột phải column ha, em sẽ ẩn đi những cột mà em không cần thiết và em sẽ show ra những cột mà em còn. Rồi sau đó sẽ dành thời gian cho các anh show ha. Rồi, rồi các anh sẽ sơ cái cục này ra và sắp xếp đúng thứ tự cho em. Ngày bắt đầu thực tế, actual start. Ngày hoàn thành thực tế, actual finish. Duration phần trăm complete.
tiến độ được quy về thời lượng. À, quên nữa, còn thêm một cái cột này nữa là pre-minimization. Tìm cho em cái cột pre-minimization. Sau khi show xong, load cho em cái lại cái này thành cái layout là cập nhật thực tế. Hoặc là layout báo cáo tiến độ hay là layout progress report thì nó tùy ha. Update progress. Rồi, chúng ta bấm OK. Lưu cho em cái layout này lại thành layout set ha. À, đây bấm vào layout, rồi chuột xuống layout và chọn set ghi là layout cập nhật thực tế. Layout cập nhật thực tế. Bấm OK. Rồi, chúng ta tiếp tục qua cái slide. Nói về phần trăm hoàn thành, chúng ta có 3 loại phần trăm hoàn thành. Loại thứ nhất là duration percent complete. Loại thứ hai là unit percent complete. Và loại thứ ba là file cycle percent complete. Ba loại phần trăm hoàn thành này được xác định cho activity phần trăm complete. Được không ạ? Rồi. Vậy duration percent complete là gì? Unit percent complete là gì? File cycle percent complete là gì? Và được sử dụng trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từng cái. Cái thứ nhất là duration percent complete được sử dụng khi nào? Được sử dụng nếu như anh ghi lại tiến trình thực hiện công việc dựa trên số ngày còn lại để anh hoàn thành công việc đó thì anh nhập vào ô remaining duration, có nghĩa rằng là gì? Anh thư giao cho em làm một cái phần việc là thiết kế cơ sở cho cái dự án A nào đó. Thời lượng anh thư giao cho em là trong vòng 10 ngày. Và đến hôm nay, anh thư hỏi em, Phố ơi, em thiết kế cái đó xong chưa? Em mới trả lời anh thư rằng, dạ em còn 2 ngày nữa em xong. Chứ bây giờ em chưa xong. Thì chúng ta sẽ nhập vào ô remaining duration, tức là số ngày còn lại để chúng ta hoàn thành cái công việc đó. Và công việc được xác định là thời lượng. Và đây là mặt lỗi mặc định của phần mềm V6. Cái gì là mặc định thì cả thế giới người ta dùng. Cái nào mà người ta dùng nhiều thì nó đưa vào mặc định. Vậy thôi. Và lỗi này được sử dụng nhiều nhất. Được sử dụng nhiều nhất. Và nó tính phần trăm dựa trên công thức này. Vậy công thức này như thế nào, tí nữa mình sẽ quay lại nó. Hiện tại mình chưa có dữ liệu để mình nói về nó. Tóm lại, cái loại duration percent complete là chúng ta ghi lại cái số ngày còn lại để hoàn thành công việc đó. À, em còn 2 ngày nữa em xong.
À, em còn một ngày nữa em xong. Thì nhập vào Operation, được không ạ? Cái loại thứ hai là Unit Percent Complete, được sử dụng khi nếu anh ghi lại tiến trình thực hiện công việc dựa trên thời gian thực tế mà mình đã làm và thời gian còn lại cần thiết để hoàn thành công việc đó, thì chúng ta lại tiếp tục nhập vào Operating Unit, nhập vào Operating Unit, và nó được xác định dựa trên công thức này. Cái loại công phần trăm thứ ba là File SQL Percent Complete. Nếu anh ghi lại tiến trình thực hiện công việc dựa trên phán đoán một cá nhân, mà cái gì là phán đoán cá nhân thì nó không có theo công thức nào cả. À, em bước xuống công trường, em đoán cái này làm được 20%. Em bước xuống công trường, em nói cái này làm được 10%. Đó là phán đoán cá nhân của em, nên nó không dựa trên công thức nào cả. Ba loại phần trăm này nó gọi là percent complete time. Ha, percent complete time. Đây, các anh hãy show tiếp cho em ra một cái cột chuột phải chọn column, và show cho em một cái cột mang tên là percent complete time. Cái cột này chúng ta có show một lần rồi đó. Chúng ta có show một lần ở chủ đề tạo activity đó ha. Và bây giờ show lại để cho chúng ta thấy có bao nhiêu loại phần trăm hoàn thành. Để sau này chúng ta còn biết ha, chúng ta sử dụng percent complete time. Ba loại này là percent complete time. Để sau ra. Percent complete time. Bấm OK. À, percent complete time. Đây, bấm vào. Nó có 3 loại: duration, physical và unit. Duration percent complete nhập vào ô remaining duration. Unit percent complete nhập vào ô remaining unit. Physical percent complete là phán đoán cá nhân. Ba loại. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thực hành, và đây là một phần rất quan trọng. Bây giờ kịch bản của em đưa ra như sau. Kịch bản của em đưa ra như sau. À, quên chỗ này, em có một lưu ý chỗ này nè. Các anh chị nhớ chỗ này giúp em cái. Em cũng đã gặp cái lỗi này. Trước khi chúng ta vào, chúng ta cập nhật thực tế, thì các anh chị lưu ý cho em cái tính năng mà phần mềm nó tự động chạy tiến độ, để mình cập nhật hết tất cả các công việc trong cái tuần đó, trong cái tháng đó, rồi chúng ta hãy chạy. Chứ chúng ta để cho phần mềm nó tự chạy, chúng ta cập nhật tới đâu nó chạy tới đó, cập nhật tới đâu nó chạy tới đó, nó chạy cái ngày đi á, là chúng ta sẽ không kiểm soát được cái ngày của chúng ta. Do đó hãy tắt cái tính năng cho phần mềm chạy tiến độ đi, cập nhật xong rồi hãy chạy bằng cách vào menu tool, chọn schedule, tắt đi. Và menu tool chọn schedule, bấm vào option. Ở đây tích bỏ cái tính năng cho phần mềm nó tự chạy tiến độ đi, để chúng ta làm xong xuôi hết rồi chúng ta hãy chạy. Được chưa? Rồi, lâu đóng lại cộng Z. Rồi, cái số nó. Bây giờ em sẽ làm từng bước chậm chậm và anh em mình cùng làm theo ha. Bây giờ trong một tuần trôi qua, trách nhiệm của anh em mình là sẽ cập nhật những cái công việc trong tuần đó. Chúng ta làm được cái gì rồi? Em nói ví dụ nè, ngày mai thứ năm, ngày mốt thứ sáu. Thứ sáu chúng ta sẽ cập nhật cho cái tuần vừa rồi là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và ngày mai thứ sáu. Chúng ta làm được cái gì rồi? Để với cái mà chúng ta làm trong cái tuần vừa rồi, phần mềm nó tính lại tiến độ, nó tính lại cái remaining work cho chúng ta. Hình dung của chỗ này ha. Rồi, đây, trong một tuần trôi qua, một tuần trôi qua, chúng ta sẽ đi cập nhật như sau.
lấy chuột chọn vào công tác được bôi vàng là PM1000. Lấy chuột chọn vào công tác bôi vàng là PM1000. Bấm vào cho em cái thẻ status. Em sẽ hướng dẫn cho cập nhật bằng cái detail ở dưới ha. Tí nữa rồi sẽ chỉ cái làm ở trên. Ở trên table ở trên. Bấm vào cái thẻ status. Và ở đây công việc ngày bắt đầu này, cái milestone này nó thực tế nó bắt đầu ngày nào, lấy chuột tích vào nó start. Ôi. Dạ. Anh hỏi chút. Cái thanh ghi tên của anh nó bị ẩn đi, là mình vào đâu tìm ra, kéo ra anh nhỉ? Anh chuột phải, anh chọn activity detail. Đấy không anh? Được rồi em ạ. Dạ. Rồi, chọn vào công tác PM1000. Bấm vào cho em cái thẻ status. Thẻ status. Công việc đó nó chính thức bắt đầu ngày nào thì chúng ta tích xác. Tích xác. Và chọn bấm vào ba chấm ở đây chọn ngày thực tế nó bắt đầu. Tích xác xong. Các anh chị thấy nó, các anh thấy nó tích luôn finish. Biết lý do tại sao không? Nó tự động tích luôn finish, biết lý do tại sao không? Còn trên chưa gắn còn trên. Không phải, không liên quan tới con trên. Hả? Vậy em lại không tích, nó không tự động tích. Đây, lấy chuột chọn vào công tác PM1000. Các anh biết tại sao không? PM1000 nó là Start Milestone. Đúng không ạ? Còn anh nào mà vừa nói nó không tích là coi như là coi chừng tích lộn vô công việc rồi. Kết nhầm. Đúng không ạ? Tích nhầm vô công việc rồi. À, chọn vào PM1000, tích xác cái nó tự động tích luôn finish. Bởi vì PM1000 nó là Start Milestone. À, rồi tương tự như vậy, lấy chuột chọn vào cho em công tác Date 1000. Date 1000 cũng nằm trong cái chu kỳ báo cáo của chúng ta. Vậy liên hệ qua ông phòng thiết kế hỏi anh ơi, công tác Date 1000 là chọn tư vấn thiết kế này anh làm xong chưa? Thì ông thiết kế ông mới trả lời rằng anh đã bắt đầu rồi, hôm bữa ngày 6 tháng 9 đến 1000. Anh phòng thiết kế anh trả lời là ảnh đã bắt đầu hôm bữa ngày 6 tháng 9. Vậy anh còn mấy ngày nữa xong vậy anh? Anh nói anh còn 2 ngày nữa xong. Rồi vô phần mềm nè. Bước 1, lấy chuột chọn vào công tác Date 1000. Date 1000. Lưu ý là chúng ta phải chọn vào đúng công tác nha. Rồi. Bắt đầu. Đã bắt đầu rồi. Tích chuột vô. Start cho em. Tích chuột cho start. Ảnh bắt đầu ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? 6 tháng 9. Đúng rồi thì thôi. Không đúng. Bấm vào ba chấm chỗ này. Chọn là cái ngày của ảnh. Cái ngày thực tế đó. Cái chỗ này mình chọn ngày thực tế đó. Dạ. Ảnh còn 2 ngày nữa ảnh xong. Ngay chỗ remediation ở đây. Các anh hãy gõ 7 thành 2. 7 thành 2. Ảnh còn 2 ngày nữa xong. Gõ 7 thành 2. Enter. Rồi, ở chỗ này các anh nhìn đây, em sẽ giải thích cái này một cái. Nó rất là quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Chúng ta tích xác ở đây đồng nghĩa với việc gì? À, chuột đang chọn cho công tác đến 1000 nè. Em tích xác ở đây đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc công việc này đã bắt đầu. Thực tế nó bắt đầu ngày nào? Bấm vào ba chấm ở đây, chọn ngày thực tế nó bắt đầu. Em nói ví dụ, kế hoạch em bắt đầu là ngày 6 tháng 9.
Nhưng thực tế em bắt đầu ngày 10 tháng 9 thì sao? Đúng không ạ? Bấm vào cái ba chấm ở đây, chọn ngày thực tế nó bắt đầu. Hiểu ý chỗ này chưa nè? Để em nói tiếp nè. Hiểu ý chỗ này chưa? Nó bắt đầu rồi mà nó chưa hoàn thành thì chúng ta phải nhập cái số ngày còn lại để nó hoàn thành. Còn nó bắt đầu rồi và nó cũng hoàn thành luôn rồi thì chúng ta sẽ tích vô nó finish. Và thực tế nó finish ngày nào chúng ta bấm vào ba chấm ở đây, chọn ngày thực tế nó finish. Nó finish rồi thì chúng ta không còn phải điền remaining position. Hiểu ý chỗ này không ạ? Hình dung chỗ này ha, chỗ này phải rõ nha. Vậy thì một công việc nó có ba loại tình trạng gọi là activity status. Activity status. Loại thứ nhất là một công việc chưa bắt đầu và cũng chưa kết thúc gì hết, tức là chưa tới start, chưa tới finish đích. Nó gọi là not start. Not start. Loại công việc thứ hai là nó đã bắt đầu rồi mà nó chưa hoàn thành thì người ta gọi nó là in progress. Loại công việc thứ ba là đã bắt đầu rồi và đã hoàn thành luôn rồi thì nó gọi là complete. Cái loại công việc F1000 này nó thuộc loại gì các anh chị, các anh? In progress. Được chưa? À, rồi. Bây giờ trong cái tuần đầu tiên của chúng ta có hai công việc và chúng ta đã cập nhật thực tế bắt đầu, thực tế kết thúc rồi, thực tế bắt đầu và chưa kết thúc và số ngày còn lại để nó hoàn thành rồi. Thì sau khi cập nhật xong chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì các anh? Chúng ta phải chạy tiến độ. Chạy tiến độ bằng cách nào? Bằng cách vào menu tool, chọn schedule. Bằng cách vào menu tool, chọn schedule. Ở đây ngày 6 tháng 9 này để yên hay là làm sao? Phải chọn lại ngày mới. Tại vì dự án chúng ta đã chạy rồi, không thể nào để yên ngày 6 tháng 9 được. Do đó, phải bấm vào Apply Select ở đây. Tích vào Apply Select. Tích vào Apply Select. Rồi, bấm vào dấu 3 chấm ở đây. Vậy, chúng ta chạy, chúng ta sẽ chọn ngày nào trong đây? Em quy định một tuần hết 7 ngày. Chọn ngày nào? Nhìn đây. Nhìn đây để mình hình dung cái cách của nó ha. Nè. Một tuần là hết 7 ngày. Hết 7 ngày. Thứ nhất, ngày 6 là 1 ngày. Ngày 7 là 2 ngày. Ngày 8 là 3 ngày. Ngày 9 là 4 ngày. Ngày 10 là 5 ngày. 11 là 6 ngày, 12 là 7 ngày. Em lấy hết 7 ngày thì em sẽ chọn ngày 13. Em lấy hết 6 ngày thì em sẽ chọn ngày 12. Hình dung không ạ? Trong trường này hợp này, em lấy hết 7 ngày, em sẽ chọn ngày 13. Bấm select và bấm schedule. Lúc này đây các anh nhìn thấy đường database đã dịch vô một tuần chứ nó không còn nằm ở ngày 6 tháng 9 nữa, thấy không ạ? Thấy không ạ? Thêm một tuần nữa để quen nè, để quen nè. Tiếp tục một tuần lại tiếp tục trôi qua và chúng ta sẽ cập nhật báo cáo cho cái tuần đó bằng cách bước đầu tiên bấm vào đèn pin progress watchline.
bấm vào đèn pin rồi cái spotlight để nó rọi cho chúng ta từ ngày data date này tới một tuần tiếp theo. Những công việc nào nằm trong cái tuần tiếp theo thì nó sẽ bôi vàng lên. Những công việc nào nằm ngoài cái tuần đó thì nó sẽ không bôi vàng. Bước 1. Bước 2. Chọn chuột vào cái công việc mà chúng ta còn cập nhật. Bước 3. Bấm vào thẻ status. Bước 4. Cập nhật ngày bắt đầu thực tế, ngày hoàn thành thực tế. Tích start, tích finish và thực tế nó bắt đầu ngày nào bấm vào 3 chấm. Thực tế nó kết thúc ngày nào bấm đầu vào 3 chấm. Nếu nó chưa kết thúc thì điền số ngày lại để nó hoàn thành. Chỗ này có anh nào chưa rõ chỗ này không ạ? Có anh nào chưa rõ chỗ này không? Rồi, liên hệ qua phòng desk. Có công tác test 1000. Hỏi anh phòng thiết kế rằng: Anh ơi, cái công tác test 1000 này anh làm xong chưa? Thì phòng test trả lời rằng: à, anh làm xong rồi. Anh làm xong hôm bữa ngày 14 tháng 9. Anh xong hôm bữa ngày 14 tháng 9. Lấy chuột tích vào finish. Và đúng ngày 14 tháng 9 không? Nếu đúng rồi thì thôi, không đúng, bấm vào 3 chấm, chọn ngày 14 tháng 9. Trường hợp này, công việc này nó thuộc loại là complete. Trong 3 loại em nói lúc nãy. Complete. Tiếp tục, lấy chuột chọn vào trang công tác test 1010. Liên hệ qua anh phòng thiết kế. Anh ơi, công tác test 1010 này anh làm xong chưa? Anh làm chưa? Thì ông phòng thiết kế ông trả lời rằng anh làm hôm bữa ngày 15 tháng 9 và anh còn 3 ngày nữa anh xong. Làm hôm bữa 15 tháng 9 còn 3 ngày nữa xong. Lấy chuột tích vào start. Đúng 15 tháng 9 không? Đúng rồi thì thôi, không đúng bấm vào 3 chấm. Chọn ngày thực tế. Anh còn 3 ngày nữa xong, nhập vào ô remaining từ 7 thành 3. Hiểu ý chỗ này không ạ? Từ 7 thành 3. Rồi, trong chu kỳ này có 2 công việc. Vậy, tuần này chúng ta có 2 công việc, chúng ta cập nhật xong. Chúng ta lại tiếp tục vào menu tool. Chọn schedule. Bấm vào apply select và bấm vào 3 chấm. Chọn ngày nào. Và menu tool chọn schedule. Bấm vào apply select. Bấm vào 3 chấm. Một tuần nữa trôi qua, quy định một tuần hết 7 ngày. Chọn ngày nào. Chọn ngày 20 tháng 9. Đúng không ạ? Cái anh tính thử đúng không? Tính thử đúng tuần 7 ngày không? À, chọn 20 tháng 9. Bấm select và bấm schedule. Một tuần nữa trôi qua. Rồi, tương tự như vậy, các anh sẽ tự tạo tiếp cho mình, cập nhật tiếp cho mình một cái tuần thứ ba, tự làm ha, để cho mình nhớ, tiếp cho em một cái tuần thứ ba. Bước đầu tiên là lấy bấm vào đèn pin để rọi tuần thứ ba, ha. Rồi coi công tác test 1010 kết thúc ngày 25 tháng 9, bấm vào finish ngày 25 tháng 9, bấm vào 3 chấm, chọn ngày 25. Rồi các anh tự làm ha. Để mình tự làm thì mình mới nhớ được. Date 1020.
tác 26 tháng 9 và còn 5 ngày nữa xong. Tác. À, 26 tháng 9. Còn 5 ngày nữa xong. Tên 1000. Bắt đầu 59. Tên. Tác 259. Còn 13 ngày nữa xong. Rồi. Sợi tóc này sẽ nó riêng bên năm người. Cập nhật xong tuần thứ ba. Qua Minotool chọn schedule. Chạy tiến độ cho tóc ngày nào? Đúng chứ. Ở trên cập nhật phải không? Tôi làm thì mới nhớ được. Chạy tiến độ tới ngày nào? Tiên 25 tháng 9, 13 ngày. Quy định một tuần tất 7 ngày. 27 tháng 9. Không hai không mùng 2 tháng 10. Một không ba không mùng 3 còn 30 ngày. Chạy tiến độ hết 7 ngày chúng ta sẽ chọn ngày 27. Kem tin lên 1000 bằng 5 ngày. Bấm select và bấm OK. 3 tuần trôi qua. 3 tuần trôi qua. Rồi, 3 tuần trôi qua. Các anh nhìn này, xong chưa ha? Để em sẽ nhận tất cả các cột ở trên này để chúng ta biết so sánh giữa các kế hoạch và thực tế. So sánh kế hoạch và thực tế. Rồi, nhìn đây. Dù em đang chọn vào công việc này, các anh nhìn đây, BL Project Set tức là đây là ngày bắt đầu theo kế hoạch. BL Project Finish là ngày kết thúc theo kế hoạch. Ngày bắt đầu theo kế hoạch của em là ngày 6 tháng 9. Actual Set là ngày 6 tháng 9. Ngày kết thúc theo kế hoạch là 12 tháng 9. Nhưng thực tế actual finish em kết thúc ngày 14 tháng 9. Thấy không ạ? Kế hoạch thì kết thúc ngày 12. Mà thực tế thì kết thúc ngày 14. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Ở đây nó có một cái cột phát và cột finish này nó khác nhau so với actual start và BL start, BL finish như thế nào? À, cột start và cột finish này thì ngày bắt đầu thực tế là ngày nào thì hiện ra ngày đó, và nó để một cái đặt mệnh tên là chữ A thể hiện cho actual. Ngày kết thúc thực tế là ngày nào? Là ngày 14, đúng qua ngày kết thúc thế này, và nó hiện chữ A thể hiện cho actual finish. Tương tự như vậy, công tác dưới đây, ngày đầu thực tế của nó là 15 tháng 9. Đây, giống này 15 tháng 9. Và nó có đáp chữ A là thay actual start. Ngày kết thúc thực tế của nó là ngày 25 tháng 9.
đây tương ứng với ngày kết thúc quốc tế 25/9 là để thì cho vậy thì cái ngày thực tế ở cột phát và cột finish nó giống với ngày thực tế của cột cắt tù phát và cắt tù finish, tuy nhiên nó có điểm khác nhau ở chỗ này là cắt tù phát ngày nào thì nó hiện ra ngày đó, còn những công việc mà chưa phát thì nó chưa hiện. Cắt tù finish ngày nào thì nó hiện ra ngày đó, những cái công việc mà chưa finish thì nó không hiện. Còn cái cột phát và cột finish là nó tính lại cái kế hoạch mới cho chúng ta. À, nó tính lại cái kế hoạch mới nghĩa rằng là gì? Thay vì cái baseline ban đầu, công việc này của chúng ta kết thúc ngày 7 tháng 9. Nhưng bây giờ tình hình chúng ta đang trễ và nó tính tại chúng ta ngày kết thúc dự kiến là ngày 1 tháng 10. Không ạ? Nó tính lại cái remaining work cho chúng ta. Vậy tới thời điểm hiện tại, dự án của chúng ta đang trễ 4 ngày so với cái kế hoạch. Vậy, sếp hỏi chúng ta là trễ 4 ngày như vậy thì ngày nào đầu sĩ xong? Phải không ạ? Ngày nào sĩ xong? Nếu như anh nhìn vào cái cột actual finish này, anh đâu có biết được ngày nào xong đâu. Actual có nghĩa là công việc nào đã actual start, đã actual finish thì nó mới hiện ra. Còn chưa actual là chưa hiện. Còn nhưng, với cái cột finish ở đây, dạ, báo cáo anh, dự án chúng ta đang trễ 4 ngày thì ngày dự kiến hoàn thành của chúng ta là ngày 4 tháng 5. Nó tính lại cái remaining work. Kế hoạch của chúng ta là kết thúc 30 tháng 4. Bây giờ dự án chúng ta đang trễ 4 ngày thì dự kiến là ngày 4 tháng 5 mới kết thúc anh. Hình dung hiểu được 4 cái cột này chưa? À, 4 cột này. Vậy các anh chị cũng có thể sơ ra cái cột mà sếp thường hay hỏi là của em hay dùng là cái từ gọi là cái sự chênh lệch, cái phương sai, cái chênh lệch, tức là sự chênh lệch giữa cái ngày kế hoạch và chênh lệch giữa cái ngày thực tế kết thúc là ngày nào. Ví dụ anh Thư giao cho em làm cái công việc đó, tất cả em làm đều ok đi anh hai cả à, giao làm cho em trong vòng 10 ngày, bắt đầu ngày 1 kết thúc ngày 10, ok em kết thúc ngày 10 bố đạt KPI. Nhưng giao cho em 10 ngày nhưng mà em lại kết thúc ngày 12. Kết thúc ngày 12. Vậy anh Thư cần biết là em đang trễ so với deadline mà anh Thư giao cho em là bao nhiêu ngày. Vậy chúng ta cũng có thể sâu ra một cái cột mang tên chuột phải chọn khu lầm. Sâu ra kèm một cột mang tên là variant BL project finish. Variant Variant BL Project Finish Date. Để em coi cái sự chênh lệch giữa ngày hoàn thành mà sếp giao cho em. Ví dụ đây, kế hoạch em 12 xong, nhưng mà thật ra tới 14 em mới xong. Tới 14 em mới xong. Đó, em để kế hoạch sếp giao 2 ngày. Để có sếp giao 2 ngày. Variant BL Project Finish Date. Để sau này chúng ta còn nhìn nhận lại, chúng nhìn vào thành phố làm toàn là để deadline không vậy, đến KPI của năm. Variant BL Project Finish Date. Được chưa? Ok ha. Rồi, tới thời điểm hiện tại, cái nhánh thiết kế của chúng ta đạt được 24.43%. Trong đó có hai công việc được hoàn thành và một công việc đạt 37.5% và các công việc còn lại chưa có phần trăm. Vậy 21.43% này được tính toán dựa trên cơ sở gì? Toàn dự án của chúng ta đạt được 8.68%. Vậy 8.68% này được tính toán dựa trên cơ sở gì? Dựa trên công thức gì? Dựa trên công thức gì? Rồi.
dựa trên công thức này nè, dựa trên công thức mà hồi nãy em có nói là tí nữa chứ quay lại đó, dựa trên công thức original equation trừ cho remaining equation chia cho original equation quẩn nhau cho 100%, tức là đầu tiên em nói về dự án trước đây, toàn dự án anh chị nhìn thấy original equation của toàn dự án 242 ngày trừ cho cái số ngày còn lại để hoàn thành công việc đó là 221 ngày, chi cho original duration là chi lại cho 242 và nó nhân cho 100% thì nó ra được cái phần trăm tổng của toàn dự án. Rồi nói số một, nhánh WBS thì được thiết kế tổng thời lượng của nó là 98 ngày, nó trừ đi cho 77 ngày, tức là số ngày còn lại để hoàn thành công việc đó, và nó chia lại cho 98 ngày và nó nhân cho 100% thì nó ra được cái phần trăm tổng cho giai đoạn thiết kế. Tương tự như vậy, công việc này đạt 37,5%, vậy 37,5% này được tính toán dựa vào đâu? Được tính toán dựa vào công việc này có thời lượng 8 ngày, có thời lượng 8 ngày trừ cho remaining duration, tức là còn 5 ngày nữa xong, 8 trừ 5 chia ngược lại cho original duration 8 và nó nhân trong 100% thì nó ra được cái phần trăm 37%. Anh chị không tin lấy máy tính thử đi, tưởng rồi. Có thể lấy máy tính thử. Đó. Thì hồi nãy em có hướng dẫn các anh chị cập nhật thực tế test finish ở cái detail. Nhập số ngày còn lại để hoàn thành công việc đó ở detail. Anh chị không thích làm trên detail thì có thể làm trực tiếp ở trên này, trên thầy bộ này. Ví dụ công việc này thực tế nó kết thúc ngày nào nè, chọn chuột vô nè các anh, đây nè ha. Chọn chuột vô nè, nó hiện lên 3 chấm nè, bấm vô. Chọn cái ngày thực tế nó kết thúc, được không ạ? Hoặc nó chưa kết thúc thì nó bắt đầu ngày nào, bấm vô chọn ngày thực tế nó bắt đầu, chọn ngày thực tế nó bắt đầu, bấm select. Xong sau đó còn bao nhiêu ngày nữa hoàn thành thì nhập trực tiếp vào cái ô remaining duration ở đây, remaining đây. Đó. Không thích làm ở đây, remaining dưới đây thì chúng ta cũng có thể làm remaining ở trên đây bình thường. Hình như mà có hai chỗ thì tới chúng ta sử dụng, chúng ta làm ha. Rồi có anh chị, có anh nào có cái thắc mắc gì ở chỗ này không, có câu hỏi nào chỗ này không? Rồi em chia sẻ thêm cái chỗ này nữa cái nè, ví dụ như sau này mà chúng ta dùng phần mềm á, mà công thức của phần mềm nó quá nhiều, chúng ta có thể không hiểu hết được. Do đó mà để chúng ta có sử dụng tính năng trợ giúp của phần mềm á, các anh chị có thể rê chuột lên đây nè, nó có một tính năng gọi tính năng finhead, rê chuột lên, nó có một cái tính năng là finhead, thì chúng ta bấm vào tính năng finhead này và chúng ta muốn biết được cái ý nghĩa của cái cột đó nó được tính toán dựa trên công thức gì, cơ sở gì, thì mình cứ rê chuột vô đúng cái cột đó. Ví dụ em rê chuột vào cái cột duration và complete thì nó sẽ giải nghĩa cho chúng ta ở đây, nó sẽ giải nghĩa cho chúng ta đây để chúng ta hiểu về cái số liệu này được tính toán dựa trên công thức gì, sử dụng tính năng inhib. Số liệu này được tính toán dựa trên công thức gì? Rồi em rê chuột vào cái, ví dụ cái cột BL project finish date thì nó sẽ giải nghĩa cho chúng ta BL project finish date, và xin lỗi variance BL project finish date là gì, thì nó sẽ giải nghĩa cho chúng ta ha. Rồi nếu chúng ta không còn thì chúng ta bấm vô một lần nữa, thì chúng ta tắt cái tính năng ở đây, bấm vô một lần nữa tắt cái tính năng ở đây.
Rồi, chỗ này có anh nào có câu hỏi nào chỗ này không? Chưa làm được chỗ nào, chưa rõ chỗ nào không này? Ok đúng không? Rồi, ok thì em sẽ đi tiếp. Đây là một bước cực kỳ quan trọng nha. Em sẽ qua tiếp một cái chủ đề gọi là dự án ánh xạ. Nếu như các anh chị sử dụng tốt được cái tính năng này thì nó cũng giống như một con server ảo cho công ty anh chị đó, công ty các anh gì đó. Và chúng ta làm việc nhóm với nhau. Có nghĩa rằng là gì? Thay vì ở bên đó các anh chị có nghe rõ mà, sao cái lô thuốc viên nó đang kêu không biết là hết pin hay sao? Nó rè đúng không? Giờ để em sử dụng lô ngồi đấy, cái lô thuốc nhìn hết pin, tại nghe nó tốt. Rồi, anh mình có nghe rõ mà, em đang sử dụng lô ngồi. Ok, tốt rồi. Nghe ok không anh? Rõ hơn rồi em à. Rõ. Chiều giờ em họp cả ngày cái. Okay. Rồi, mục đích của cái tính năng dự án ánh xạ ở đây có nghĩa rằng là gì nè? Thay vì hồi nãy chúng ta đi cập nhật thực tế, chúng ta gọi qua chúng ta hỏi anh phòng thiết kế, anh ơi công việc đó anh làm chưa, anh ơi công việc đó anh kết thúc chưa, anh ơi công việc đó anh còn mấy ngày nữa anh xong, chúng ta đi hỏi. Thì bây giờ không còn. Bây giờ team của chúng ta 7 anh chị đang ngồi ở đây học coi sao mà biết, vài bữa anh Thư sẽ sử dụng một cái tính năng dễ anh xạ, anh Thư xúc ra, anh Thư gọi cho anh Nam kêu Nam ơi em cập nhật các công việc thực tế của phòng anh Nam cập nhật. Ok anh Kiên ơi, anh Kiên cập nhật thực tế các công việc phòng thiết kế của anh Kiên đang làm về cập nhật thực tế, nó bắt đầu ngày nào, nó kết thúc ngày nào, đó là việc cập nhật. Lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, nếu như công ty chúng ta không có sự server và chúng ta anh Thư là một người lập kế hoạch, thì thay vì anh Thư sẽ ngồi lập kế hoạch hết cho tất cả các phòng ban, các công việc của các phòng ban ở đây, không, anh Thư chỉ còn tạo ra cái cấu trúc WBS sẵn cho các phòng ban ở đây. WBS thiết kế, WBS pháp lý, WBS chọn tàu. Anh Thư mới tạo ra một cái dự án khách sạn và anh Thư gửi cái dự án khách sạn này cho anh Kiên ở phòng thiết kế, gửi dự án khách sạn này cho anh Nam ở phòng quản lý, gửi cái dự án khách sạn này cho thành phố. Thành phố nhận được, thành phố vô rã các cái gói thầu của khu vực. Anh Kiên nhận được vô rã các gói thầu các công việc pháp lý của anh Kiên. Anh Nam nhận được, anh Nam rã các công việc thiết kế của anh Nam. Hiểu ý không ạ? Sau đó em phố anh Nam, anh Kiên sẽ gửi ngược lại cái dự án khách sạn này cho anh Thư. Anh Thư nhận được, anh Thư đổ ba cái dự án này vô lại, vô dạng gốc. Thì lúc đó trong bản tiến độ tổng của anh Thư nó có đầy đủ các cái công việc mà phố nó tạo, đầy đủ công việc mà anh Kiên tạo, đầy đủ công việc mà anh Nam tạo. Anh vô không ạ? Đó là lý do chúng ta sẽ sử dụng các cái tính năng dự án ánh xạ này, được không ạ? Và khi mà em gửi, anh Kiên gửi, anh Nam gửi cho anh Thư, anh Thư nhận được, anh Thư đổ vô dạng gốc, thì nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại. Và cái hộp thoại này nó hỏi là đây là các cái thay đổi của phố, đây là các thay đổi của anh Kiên, đây là các thay đổi của Nam, anh có muốn đổ những cái thay đổi này vô hay không? Nếu muốn thì chúng ta tích vô, chúng ta tích thì nó sẽ đổ vô, và chúng ta không tích thì nó sẽ không đổ vô, được không ạ? Đó là tính năng dự án ánh xạ. Ok, trong trường hợp này em sẽ sử dụng tính năng dự án ánh xạ để em cập nhật tiếp cho tuần thứ tư, để em cập nhật tiếp cho tuần thứ tư bằng cách để tạo dự án ánh xạ. Điều kiện đầu tiên chúng ta phải qua cửa sổ project. Qua cửa sổ project, lấy chuột chọn vào cái dự án mình cần tạo ánh xạ. Qua cửa sổ project, lấy chuột chọn vào cái dự án mà mình cần tạo ánh xạ.
sau đó chúng ta chuột phải vô cái dự án đó. Rồi, chọn tạo reflection ở đây. Tạo reflection ở đây. Tạo reflection ở đây. Bấm vào tạo reflection. Ở đây nó có byline, nó hỏi chúng ta có muốn tích byline để theo cái reflection này hay không? Chúng ta có. Bấm OK. Ok. Thì các anh chị nhìn thấy ở phía dưới nó đang chạy ngầm. Ở phía dưới, chừng nào nó ra một cái dự án mà nó có cái tên reflection là chúng ta thành công, nó đang tạo ra. Đang chạy. Nó đang chạy. Đó, nó chạy. Chừng nào mà các anh thấy ở đây nó hiện cái dấu chấm hỏi thể hiện là what if. À, what if. Và nó có cái tên reflection ở phía sau đây là chúng ta thành công. Ra chưa? Reflection. Sau khi chúng ta tạo ra cái dự án xài xong, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Sẽ mở cái dự án ánh xài này lên. Chuột phải open cái dự án ánh xài này lên. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chuột phải và chúng ta open cái dự án ánh xài này lên. Open lên. Và bước tiếp theo của chúng ta nữa là chúng ta phải export cái dự án ánh xạ này ra. Export. Và lưu ý giúp em một điều. Dự án ánh xạ chỉ được sử dụng cho định dạng mặc định của phần mềm. Đó là Primavera B6XR. Không sử dụng được cho định dạng XML. Mà XR thì các anh biết nhược điểm của nó là gì? Lỗi phong. Import vào lỗi phong. Do đó, nếu công ty của mình sau này lập tiến độ bằng tiếng Anh hoàn toàn thì chúng ta sẽ sử dụng được cái ánh xạ này. Mà chúng ta lập tiến độ mà có tiếng Việt thì coi như import vào lỗi phong là bỏ tay. Không sử dụng được. Được không ạ? Rồi, chắc chắn là bên anh sẽ sử dụng tiếng Anh rồi. Rồi, export ra cái dự án ánh xạ này ra. Được không ạ? Export cái dự án ánh xạ này ra. Export cái dự án ánh xạ này ra. Sau đó, chúng ta sẽ gửi cái dự án ánh xạ này đi cho anh Nam, cho anh Kiên và cho Phố. Anh Nam, Kiên, anh Kiên và Phố nhận được import vô và ba anh em sẽ tiến hành cập nhật trên cái dự án xã này, hoặc là tạo mới activity của anh Nam, tạo mới activity của anh Kiên, hoặc là tạo mới activity của Phố, tùy, được không ạ? Rồi, trong trường hợp này chúng ta cập nhật, các anh hãy tiếp tục cập nhật tiếp cho em một cái tuần tiếp theo là tuần số 4. Tuần số 4. Nha. Tự mình cập nhật nha. Tự mình cập nhật tiếp cho em cái tuần số 4. Date 1020 finish vào ngày 2 tháng 10. Lấy chuột chọn vào date 1020. Bấm finish. Ngày 2 tháng 10. Rồi các nhìn vào cái file của em á. Rồi tự làm ha, tự làm cho quen. Date 1030 bắt đầu ngày 3 tháng 10 và còn 30 ngày nữa xong. 1030. Tích phát. Bấm 3 chấm ngày 3 tháng 10. Và còn 30 ngày nữa xong. Tương tự như vậy, lăn chuột xuống. Tên 1000 còn 5 ngày nữa xong. Tên 1000. Remaining còn 5 ngày nữa xong. Rồi, được chưa? Rồi. Còn 5 ngày nữa xong. Cập nhật cho em cái tuần số 4.
Yeah, cập nhật cho em cái tuần số 4. Sau khi các anh cập nhật xong, các anh lại tiếp tục export cái dự án ánh xạ này ra. Các anh gửi lại cho anh Thư. Anh Thư nhận được, anh Thư import vô. À, qua chỗ này có một cái lưu ý. Rồi, cập nhật xong thì em sẽ nói ha. Anh Thư nhận được, anh Thư import vô. Và có một cái lưu ý chỗ này. Qua cái số project. Khi anh Thư gửi cái dự án ánh xạ này cho em, cho anh Nam, cho anh Kiên, thì anh Thư đừng có xóa cái dự án ánh xạ này. Bởi vì sao? Bởi vì anh mà xóa cái dự án ánh xạ này đi, thì khi em, anh Kiên, anh Nam gửi lại cho anh, anh nhận được, anh import vô, thì anh xóa đi rồi thì anh sẽ không bao giờ có chỗ import vô. Đây, nhìn đây. Nhìn đây nè. Trường hợp em với anh Kiên, anh Nam gửi lại cho anh. Anh nhận được, anh đâu về đây. Ví dụ trường hợp em gửi cho anh đi. Đúng không ạ? Em gửi cho anh. Anh nhận được, anh đâu về đây. Ha, anh nhận được. Anh đâu về. Và anh sẽ thực hiện import vô. Nhìn đây ha. Vào menu file, chọn import. R ha, chọn net. Qua tại đây. Tại đây. Tại đây. Đây ha. Chúng ta luôn luôn chọn update ha, import vào, chúng ta phải update, update. Qua import to. Anh mà xóa đi cái dự án ánh xạ rồi. Anh xóa đi cái dự án ánh xạ rồi. Thì ở chỗ này không có dự án đâu để mà anh update chỗ đó. Anh mà xóa đi dự án xạ thì anh không có update được. Đâu có dự án đâu mà update. Do đó là phải giữ lại cái dự án ánh xạ là như vậy. Được ha. Rồi. Ok. Trong trường hợp này anh import vô. Và bây giờ anh sẽ thực hiện cái thao tác. Thao tác là anh đổ cái dự án ánh xạ này, anh đổ vô dự án gốc. Mình phải thực hiện việc đổ cái dạng ánh xạ này vô cái dạng gốc. Bằng cách. Chuột phải vào cái dự án ánh xạ. Chuột phải vào dự án ánh xạ. Chọn Merge Reflection. Chọn Merge Reflection. Into Suit Project. Chuột phải vào dự án ánh xạ. Chọn Merge Reflection Into Suit Project. Bấm vô. Nó chạy. Và nó hiện ra một cái hộp hội. Cái hộp hội này, chúng ta thay đổi cái gì thì nó báo lên cái đó. Rồi, ok. Chúng ta sẽ coi từng cái. Đầu tiên, với công tác Date 1020. Công tác này giá trị trước khi mệt là công tác này, cái activity status của nó, tình trạng là nó in progress, tức là nó đang thực thi. Và cái remaining duration của nó là còn 5 ngày. Vậy vậy anh Thư, ủa vậy em đã, sau khi mệt em đã cho công việc này nó hoàn thành, dẫn đến cái thời lượng của nó là 0 ngày. Và thực tế nó hoàn thành ngày nào, actual finish là nó hoàn thành ngày 2 tháng 10. Rồi tương tự như vậy, các công tác Date 1030, giá trị trước khi mệt là công tác này chưa bắt đầu. Remaining duration là còn là 41 ngày. Sau khi mà anh Nam cập nhật, anh Nam đã cho nó là công là đã bắt đầu rồi. Tức là nó in progress, và thực tế nó bắt đầu là ngày 3 tháng 10. Và nó còn 30 ngày nữa xong. Thấy không ạ? Tương tự như vậy, công tác Date 1000. Công tác này giá trị trước khi mệt là nó còn 13 ngày. Và sau khi em cập nhật, em còn cho nó là 5 ngày. Cho nó là 5 ngày. Và các giá trị này anh thấy đúng hay không? Nếu đúng thì chúng ta
tích vào thì nó đổ vô. Còn cái giá trị nào chúng ta nghi ngờ thì chúng ta tích bỏ ra. Chúng ta tích bỏ ra thì nó sẽ không đủ tiền. Được chưa? Rồi ở dưới đây, khi chúng ta merge vào, chúng ta có muốn tạo ra file backup hay không? Trường hợp giá trị nó không đúng với ý đồ của chúng ta thì chúng ta còn có file backup, chúng ta thêm một vào lại. Muốn thì chúng ta tích vô và chúng ta lưu file backup. Sau khi chúng ta merge xong thì dự án ánh xạ này sẽ được giữ lại hay là xóa đi, hay là nó thay thế hẳn cho dạng gốc luôn. Trong trường hợp này em giả lập rằng em merge vào, em xóa dạng ánh xạ đi, tức là em không còn cái dạng ánh xạ này nữa. Khi mà dữ liệu nó đã đổ vào dạng gốc rồi thì em không còn dạng ánh xạ này nữa. Em chọn delete. Và các anh nhìn ở góc phải cuối cùng ở đây, nó có một từ gọi là merge chain. Merge chain. Merge chain. Chúng ta bấm vào merge chain một phát thì dữ liệu nó sẽ đổ vô ngay lập tức. Dữ liệu nó sẽ đổ vô. Rồi, các anh chị nhìn thấy này. Một khi dữ liệu nó đổ vô thì chúng ta sẽ mở dự án gốc của chúng ta lên. Chúng ta kiểm tra xem cái dữ liệu nó đổ vô có đúng hay không. Thứ nhất là date 1020. Finish on ngày 3 tháng 10. Thấy rõ ràng chưa? Đây, nhìn một cái word. Finish on ngày 3 tháng 10. Date finish on ngày 2 tháng 10 chứ. 2 tháng 10, đúng rồi. Date 1030. Start ngày 3 tháng 10 và còn 30 ngày nữa xong. Đây, start ngày 3 tháng 10 và còn 30 ngày nữa xong. Thấy những dữ liệu mà em cập nhật lúc nãy nó đổ vô ha mà. Tương tự như vậy, xuống tên. Tên 1000. Nó start, nó còn 5, nó remaining còn 5 ngày nữa xong. Nhìn vào đây, remaining còn 5 ngày nữa xong. Đúng hoàn toàn. Và lúc này, anh Thư chỉ thực hiện một cái thao tác. Sau khi kiểm tra số liệu khớp rồi, anh Thư chỉ cần thực hiện một thao tác là chạy tiến độ. Và tôi anh chọn schedule. Bấm apply select. Bấm 3 chấm. Và một tuần tiếp theo, tức là ngày 4 tháng 10. Chạy tiến độ thôi. Chứ không cần phải đi gọi hỏi nữa. Thay vì trên môi trường server thì chúng ta truy cập vào server, chúng ta cập nhật. Còn bây giờ mình không có server thì chúng ta sẽ sử dụng ánh xạ này, chúng ta gửi đi cho các thành viên trong dãy của chúng ta. Ai phụ trách phòng nào thì người đó cập nhật phòng đó. Gửi lại cho người lập kế hoạch. Người lập kế hoạch chỉ thực hiện thao tác đổ vô là xong. Đổ vô xong chạy là tiến độ. Vào ngày 4. Bấm select và chọn schedule. Thì lúc này database sẽ được dịch vô một tuần tiếp theo. 4 tuần. Và database cứ tiếp tục. Chúng ta cập nhật, chúng ta lại tiếp tục chạy tiến độ. Cập nhật, chạy tiến độ. Và đến khi dự án chúng ta kết thúc thì thôi. Đến khi dự án chúng ta kết thúc thì thôi. Vậy thì trải qua 4 tuần, chúng ta còn kiểm tra xem dự án của chúng ta đang nhanh, đang chậm hay đang đúng kế hoạch. Thì chúng ta sẽ có một cái bước gọi là phân tích và cập nhật dự án. Gọi là phân tích và cập nhật dự án. Nó sẽ nằm ở đây trong cái năm nhóm quy trình các anh này. Nó sẽ nằm ở đây trong năm nhóm quy trình này. Hồi nãy giờ là chúng ta đi thực hiện cái nhóm gọi là thực thi. Thực thi xong chúng ta phải control, chúng ta kiểm soát xem tới thời điểm hiện tại dự án của chúng ta đang nhanh, đang chậm hay đang đúng kế hoạch. Hiểu không ạ? Control. Nếu trường hợp chậm thì chúng ta phải tối ưu lại. Rồi lại thực thi lại, rồi lại kiểm soát lại. Vậy thì một cái vòng năm nhóm quy trình này thì đây. Chúng ta sẽ đi kiểm tra xem dự án của chúng ta đang nhanh, đang chậm hay đang đúng kế hoạch. Tức là chúng ta kiểm tra xem tiến độ total cost đang âm bao nhiêu ngày. Đây trường hợp đang âm 2 ngày. Total cost âm 2 ngày, tức là dự án chúng ta đang trễ 2 ngày và dự kiến ngày hoàn thành là ngày 2 tháng 5. Ok, 2 ngày có thể chấp nhận được. Nhưng nếu mà trễ 7 ngày, 10 ngày thì chúng ta phải tổ chức họp để chúng ta tối ưu lại cái tiến độ của chúng ta bằng cách chúng ta tập trung vào các công tác nằm trên đường ngang.
và chúng ta tối ưu ba cái như giống chủ đề số 15 mà chúng ta học vừa rồi là tối ưu hóa dự án. Thứ nhất là chúng ta tối ưu và chúng ta rút cái thời lượng là origin của đối tượng. Chúng ta sao? Can thiệp vào mối quan hệ relationship. Chúng ta can thiệp vào lịch làm việc để chúng ta đưa cái total close về bằng không. Cái cách làm y chang như chủ đề số 15 chúng ta vừa học vừa rồi, không khác gì cả. Và lưu ý phải tập trung vào các công tác nằm trên đường căn để chúng ta tối ưu bằng ba phương pháp này. Chúng ta kiểm tra xem có nguồn lực nào bị quá tải hay không, thì cái cách xác định nguồn lực quá tải cũng giống y chang như là cái chủ đề số 15, bằng cách sử dụng cái resource user profile ở đây. Đúng không ạ? Kiểm tra xem có nguồn lực nào bị quá tải hay không. Nếu có thì chúng ta khắc phục cái sự quá tải bằng bốn phương pháp mà chúng ta đã học ở chủ đề số 15, nguồn lực. Rồi chúng ta kiểm tra chi phí. Được mà, đây là cái bước gọi là bước control, thì cái cách lập giống y chang như cái cách lập ở đây, không khác cái gì hết. Được mà, cái gì ha? Không khác cái gì hết. Đây, tối ưu hóa tiến độ dự án. Đầu tiên, nguồn lực là tập trung các công tác nằm trên đường gang. Sử dụng duration, mối quan hệ và để làm việc. Rồi, tới nguồn lực. Kiểm tra xem có nguồn lực nào bị quá tải hay không. Nếu có, chúng ta khắc phục sự quá tải đó bằng bốn phương pháp này. Bốn phương pháp này, y chang vậy thôi. À, rồi, chúng ta sẽ show ra những cột liên quan đến chi phí mà chúng ta vừa học ở phần trước. Vậy, trải qua bốn tuần, thì trách nhiệm của anh em mình phải đi in ra được cái báo cáo. Phải đi in ra cho được cái báo cáo để chúng ta báo cáo sếp chúng ta. Báo cáo về ngày bắt đầu thực tế, ngày kết thúc thực tế để so sánh với cái kế hoạch. Báo cáo về phần trăm hoàn thành tới thời điểm hiện tại. Báo cáo về dự án chúng ta đang nhanh, đang chậm so với kế hoạch bao nhiêu ngày. Được mà. Vậy thì chúng ta báo cáo bằng cách chúng ta sẽ sử dụng cái báo cáo bằng layout. Sử dụng báo cáo bằng layout. Layout đây là sẽ bao gồm tất cả những cái cột mà chúng ta cần báo cáo. Show những cột mà chúng ta cần báo cáo. Được mà. Hiệu chỉnh cái ba chạch bên này cho thiệt là đẹp. Đúng với ý đồ rồi chúng ta báo cáo. Ok. Ở đây em giả lập rằng những cái cột này là những cái cột mà em còn để em báo cáo sếp em. Tuy nhiên với cái ba chạc bên này em còn hiệu chỉnh lại như sau. Em còn hiệu chỉnh lại cái ba chạc này. Anh chị nhìn thấy này. Có một lần em in một bản báo cáo, em đưa cho sếp em và vô cái sau khi em vô phòng ổng, em thấy ổng coi tiến độ, ổng lấy cái thước kẻ, ổng kẻ từ cái dòng này, ổng kẻ qua bên đây, ổng coi thử cái thanh ba này là nó thuộc của cái activity nào, ổng kẻ một cái dòng này, ổng kẻ qua đây, ông coi thử cái ba chạc này nè, nó thuộc của cái activity nào. Đó. Ông lấy dòng này ông kỹ nè. Đó. Đó, em muốn nhìn em thấy mới tội nghiệp. Có nghĩa rằng là gì? Các anh hãy cho em cứ mỗi một dòng nó sẽ có một cái đường kẻ đưa qua để cho chúng ta nhìn cái bản báo cáo của chúng ta nó trực quan hơn. Nó trực quan hơn, được không ạ? Vậy để làm được như vậy, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chuột phải bên ba. Chuột phải bên ba, chọn ba, xin lỗi, ba chạc option. Chuột phải bên ba, chọn cho em ba chạc option. Ba chạc option tại đây, hãy bấm vào cho em chỗ size line ở đây nè. Size line hiện tại nó đang để 5 row cho một cái đường gạch, thì các anh chị hãy chỉnh lại cho em thành một, cứ một row là một đường. Một row là một đường. Chuột phải chọn ba chạc option.
Zero là một đường gạch. Rồi, chúng ta bấm OK. Thì xin lỗi. Ta bấm OK. Thì nó sẽ giống qua cho chúng ta. Chúng ta nhìn nó trực quan hơn ha. Nó dễ nhìn hơn. Rồi, ở bên đây. Hiện tại chúng ta đang để ở bên trái thể hiện cho ngày bắt đầu. Bên phải thể hiện cho ngày kết thúc. Bây giờ em muốn thể hiện ở giữa đây là cái phần trăm hoàn thành. Để người ta nhìn vào, người ta không có còn phải nhìn vào bên đang chặt bên cái bộ phim này, mà ta nhìn vào cái ba bên này thì người ta biết à cái này nó bao nhiêu phần trăm, à cái này nó được một miếng này là được bao nhiêu phần trăm để phần trăm hoàn thành. Và đây là cái cách thể hiện cũng rất là nhiều người sử dụng ha, bản thân em cũng sử dụng. À, vậy từ nay về sau muốn hiệu chỉnh cái gì bên thanh ba này thì chúng ta cứ chuột phải chọn ba. Chuột phải chọn ba. Rồi, các anh hãy kéo rộng ra đây và lăn chuột xuống tìm cho em một cái từ mang tên là current ba label. Bấm vào thị ba label. Current ba label. Bấm vào thị ba label. Tại đây, chúng ta thể hiện let là ngày start. Right là ngày finish. Let là start và finish. Vậy em còn thể hiện thêm một tiêu chí nữa thì em bấm add ở đây. Let là start, right là finish. Em còn thể hiện thêm một tiêu chí nữa thì bấm add ở đó. Mệt. Rồi, tiêu chí là gì? Ha, em chọn là top center ở giữa mà ở trên. Cái giá trị là duration phần trăm complete. Cái giá trị là duration phần trăm complete. Top center. Giá trị là duration percent complete. Top center, giá trị là duration phần trăm complete. Bấm apply, coi thử nó hiện ra đúng ý đồ của mình chưa. Nhìn vào top center duration phần trăm complete, cái phần trăm đang đè lên cái thanh ba 6 không đúng yêu cầu. Chưa được. Chưa được. Do đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại cái row cho các thanh ba này. Cái dòng, cái vị trí nằm của nó cho các cái thanh ba. Ở đây chúng ta có ba loại. Thứ nhất, màu xanh này nó gọi là actual work. Màu xanh lá cây nó gọi là remaining work. Mà cái đường màu đỏ nó gọi là critical remaining work. Màu đỏ nằm ở dưới, giờ em không lăn chuột được. Vậy các anh hãy lăn chuột lên trên này, chọn vào cho em project payline 3. Project payline 3. Bấm vào cái thẻ bài 3 size ở đây. Chọn vào Project Payline 3. Bấm vào thẻ 3 size. Tại đây các anh nhìn thấy cái Project Payline 3 này nó đang nằm ở dòng số 2. Dòng số 2. Các anh hãy cho cái Project Payline 3 này xuống nằm dòng số 3. Hãy cho cái Project Payline 3 này xuống nằm dòng số 3. Xuống nằm dòng số 3. Hãy cho cái project Belay 3 này xuống nằm dòng số 3. Bấm apply. Bấm apply. Tiếp tục. Ba giá trị mà em vừa nói lúc nãy. Actual work. Lấy chuột chọn vô actual work. Cho nó vào nằm dòng 2. Đây, chọn qua actual work.
cho nó nằm dòng hạch. Bấm apply. Chọn vào actual work cho nằm dòng 2, bấm apply. Rồi, chọn vào remaining work cho nằm dòng 2, bấm apply. Remaining work nằm dòng 2, bấm apply. Critical remaining work cho nằm dòng 2, bấm apply. 3 giá trị actual work, remaining work, critical remaining work nằm dòng 2, bấm apply. Sau đó nhìn qua bên này, đẹp đẽ ngon lành cành đào chưa? Không bị đè lên nhau chưa? Actual work, remaining work, critical remaining work. Ba cái bấm apply. Đẹp đẽ ngon lành cành đào. Được không ạ? Có anh nào chưa kịp chỗ này không? Cái nào chưa kịp này không? Rồi bấm OK. Khi chúng ta đã hiểu chỉnh đẹp rồi, đúng ý đồ của mình rồi, thì chúng ta sẽ in ra báo cáo bằng cách vào menu file, chọn print review. Vào menu file, chọn print review. Tại đây, chúng ta không thể nào in cái bản báo cáo này ra được. Bởi vì nó thiếu rang chạc, nó thiếu cột tùm lum hết. Thấy không ạ? Không có rang chạc, không có cột, không có full đủ cột. Vậy, trách nhiệm của mình sẽ đi bay setup lại cái trang in này bằng cách rê chuột lên góc trái trên màn hình. Nó có một từ tên là bay setup. Rê chuột vào góc trái trên màn hình. Nó có một từ mang tên là Bay Setup. Hãy bấm vào Bay Setup. Hãy bấm vào Bay Setup. Bấm vào Bay Setup. Tại đây, nó hiện ra một hộp Bay Setup cho chúng ta. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh khổ giấy nằm đứng nằm ngang. Và chúng ta sẽ chọn lại cái trang in, cái khổ giấy in của chúng ta. A1, A2, A3, A4, A0. Trường hợp dữ liệu dự án của chúng ta nhiều, chúng ta sẽ sử dụng loại A0. Rồi, có anh nào lăn chuột mà mình tìm không thấy khổ A0 không? Hoặc không thấy khổ A1 không? Có. Không thể. Đã có. Biết lý do làm sao không? Rồi, không thấy đúng không? Trường hợp em cũng không thấy. Rồi, OK, tắt hộp thoại này đi. Tắt hộp thoại này đi. Rê chuột lên trên đây, có một cái từ print. Bấm vào print. Có nghĩa rằng máy in, máy tính của chúng ta đang rõ mặc định đến một cái máy in nào đó của công ty mình. Và máy in của công ty mình chỉ có khổ A3, không có khổ A1, A2, A0. Không tin, bấm vào. Bấm vào chỗ print. Tại đây, các anh chị nhìn thấy máy của em đang rõ tới một cái máy in 3065 trên lầu 1 của nhà máy An Hạ. Và cái máy in này của công ty em chỉ in được tới khổ A3, không có khổ A1, A0. Do đó, chúng ta hãy bấm vào cái mũi tên này, chọn lại cái máy in mà chúng ta hay đọc PDF á, chúng ta in ra PDF. Máy tính của mình đang xài PDF Firefox hay là Acrobat hay là một cái phần mềm nào, thì tại đây em chia sẻ cho các anh chị một cái phần mềm đọc PDF mà em thường sử dụng nó, một cái phần mềm ảo thôi, mang tên là DoPDF. Cái phần mềm này vô tình chung nó lại tích hợp được với phần mềm B6, nên khi chúng ta xuất ra một bản tiến độ
mà bản tiến độ quá lớn với cái phần mềm khác nó bị vỡ phong vỡ khung nha, nhưng riêng với phần mềm DoBDev này nó ra ngon lành, không có một tì vết nào hết. Và em đã sử dụng nó, em in một bản tiến độ 40.000 activity của bên Doosan, 4.000 activity tới mấy chục tờ mà không có một cái vấn đề vỡ gì hết trơn. Đúng mà nếu máy in mình máy tính mình chưa có thì các anh chị cứ mà mai cứ lên trên Google search cái DoBDev là được, về cài một cái máy in ảo nên là nó nhẹ lắm, nó không có tốn nhiều dung lượng cho máy tính mình đâu. Còn hiện tại máy tính của mình đang sử dụng phần mềm đọc PDF nào thì anh chị cứ chọn những phần mềm đọc PDF đó. Internet Explorer, ô xin lỗi, Acrobat hoặc là For Sheet Reader ha, tùy. Rồi em sẽ chọn Do PDF, em bấm OK, em bấm OK. Rồi tại đây nó hỏi lưu ở đâu thì như cái này chúng ta chưa cần lưu, bấm tắt. Tắt. Rồi vô lại bay setup cho em, vô lại bay setup, rồi chọn lại khổ giấy. Các anh chị nhìn thấy đây, thấy không ạ? Em có khổ A1, A0 đầy đủ. Giờ bấm apply, hiện ra full các cái cột của chúng ta, full các cái cột của chúng ta. A0 lớn quá, em sẽ chọn lại khổ A1. Chọn lại khổ A1 là đủ xài rồi. Đúng rồi. Rồi. Chọn lại khổ A1 và các anh hãy kéo qua cho em cái rang chạc bên này để em hướng dẫn chỉnh cái time scale bên này. Chọn lại cái khổ giấy ha, và cái bên rang chạc anh chị thấy rộng rộng đủ để nó chứa được cái rang chạc là ok rồi. Còn mấy anh nào mà chưa có thì chúng ta scale nó lại cũng được, cho nó xuống 50 60 đó. Rồi ở đây chúng ta nhìn đây, không thể nào in cái bảng tiến độ ra mà trong khi đó cái ngày finish ở đây nó bị đè mất tiêu, nó bị đè mất ngày finish. Ngày bắt đầu đây thì coi như tạm chấp nhận được. Vậy chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại cái time scale start và time scale finish của chúng ta bằng cách vô lại bay setup và bấm vào option, vô lại bay setup nè, chọn lại up, chọn qua option cho em và hiệu chỉnh time scale start và time scale finish. Chỗ này chúng ta phải lưu ý cái chỗ này, lưu ý chỗ này nè. Dự án của chúng ta early start bắt đầu sớm nhất là ngày 6 tháng 9 năm 19. Thì time scale start chúng ta, đây dự án bắt đầu nè, ngày 6 tháng 9 năm 19 nè. Thì time scale start chúng ta phải chọn trước đó khoảng tầm 20 ngày hoặc 15 ngày. Để từ, ví dụ em nói ví dụ, để từ em chọn trước một tháng đi, là ngày 6 tháng 8 đi. Thì để từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 nó có một cái khoảng hở để nó chứa ngày bắt đầu, hiểu ý không ạ? À? Dự án của em kết thúc trễ nhất là ngày 2 tháng 5 thì time scale finish em sẽ chọn, đây dự án kết thúc 2 tháng 5 thì time scale finish em sẽ chọn sau đó khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng, tức là khoảng tầm 2 tháng 6 hoặc 20 tháng 5 hoặc 25 tháng 5. Để từ 2 tháng 5 cho tới 2 tháng 6 nó có một khoảng hở để nó chứa được cái ngày finish của chúng ta. Nó tránh trường hợp nó đè vô, nó đè mất một nửa của cái ngày finish hoặc đè mất một nửa của ngày start. Anh chị hình dung chỗ này không ạ? Các anh hình dung chỗ này không ạ? À, bây giờ anh chị nhìn thấy đây, dự án của mình kết thúc là ngày 2 tháng 5 năm 20. Trong khi đó time scale finish nó để kết thúc là ngày qua tháng 2, 21/2. Bởi vì thế nó đè mất cái ngày kết thúc là đúng rồi. Nhắc lại, dự án của mình kết thúc là ngày 2 tháng 5. Ngày 5. Mà time scale ở đây là ngày 21/2. Nó đè mất cái ngày kết thúc là đúng rồi chứ nói nữa. Đúng không ạ? Hãy bấm vào ba chấm.
ở time scale finish và chọn ngày kết thúc custom date sau ngày 2 tháng 5, đâu đó khoảng tầm 15 ngày. Các anh hãy chọn cho em khoảng tầm đâu đó khoảng tầm ngày 20 tháng 5. 3, 4, 5. Tầm 20 tháng 5. Bấm select và bấm apply. Rồi. Chưa được ha, chưa được. Để em nắm em kéo zoom vô lại một xíu. Đó. Nắm kéo zoom vô một xíu. Dạ. Nắm kéo zoom vô một xíu là được thôi ha. Bấm vào. Chỗ này nó còn có hở hở mấy cái khoảng hở cho cái dấu cái đường gạch liền liền nè ha. Không đẹp thì chúng ta di vô lại chừng một ngày hoặc hai ngày là được. À, ngon lành chưa? Được chưa? Tức là time scale start dự án của chúng ta bắt đầu ngày 6 tháng 9. Thì time scale start đâu đó khoảng tầm ngày 3 tháng 8. À, thì nó từ ngày 3 tháng 8 tới 6 tháng 9 nó chứa được cái ngày bắt đầu. Time scale finish của chúng ta kết thúc ngày 2 tháng 5. Thì chúng ta chọn đâu đó khoảng tầm 18-20 tháng 5. Thì từ ngày 2 tháng 5 tới 20 tháng 5 nó có một khoảng hở để nó chứa được cái ngày kết thúc. Chứ chúng ta chọn sát quá thì nó đè mất hết một nửa. Hoặc sát hơn nữa cái nó đè mất luôn ngày 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 kết thúc. Hiểu ý không ạ? Rồi, chúng ta ngồi chỉnh. Các anh có vài phút để chỉnh time scale theo ý mình. Theo đúng. Nó vừa thôi các anh. Đừng có để nó ở time scale start đây nó dư, nó rộng quá nhiều. Rồi time scale finish đây nó rộng quá nhiều. Nó rộng quá nhiều. Hoặc là nó bị đè vô. Ha. In cái bảng tiến độ đó mà gửi cho sếp, gửi cho đối tác của chúng ta, họ cười mình đó. Nên là để cho nó vừa thôi, nó vừa cảm thấy vừa mắt mình là được. Rồi các anh hãy chỉnh ha theo ý mình. Rồi sau đó em sẽ chỉ tiếp cái header footer này kia. Các anh chị nào làm không được, có câu hỏi nào thì hỏi ha. Phải làm được cái này thì mới ra được cái báo cáo được. Ôi, em hỏi chút. Dạ. Cái biểu đồ của anh ấy, nó dạ. Các dòng nó cứ giãn ra, anh kéo nó vào được không? À, anh muốn kéo nó vào đúng không? Ừ. Dạ. Mình không có kéo trên này được. Rồi, ok nè. Anh thoát ra khỏi cái giao diện ring review này. Thoát ra. Thoát ra khỏi giao diện ring review. Để ra là cái giao diện của phần mềm anh. Ờ, anh thoát rồi. Rồi, anh ra, anh rê chuột lên trên cái time scale này nè. Anh thấy nó hiện cái hình kính lắm không? Anh nhìn rồi, anh kéo được rồi. Rồi, dạ, anh giữ chuột. Cái. À, anh kéo về phía bên trái thì nó zoom lại. Anh kéo về phía ra bên phải thì nó bự ra. Ừ, anh kéo được rồi. Rồi trong trường hợp này anh còn zoom lại đúng không? Đúng rồi, anh còn zoom lại. Rồi anh còn zoom lại, rồi zoom lại nhỏ nhỏ cỡ giống như em đi. Được chưa? Được rồi, ok rồi. Rồi zoom lại, rồi anh vô lại ring review. Anh vô lại file, chọn ring review lại. Đó. Thì lúc này đây, ngoài kia anh zoom lại thì trong này nó cũng sẽ zoom lại nhỏ nhỏ giống gì. Nó vẫn rộng em ạ. Bên trang in này của anh đang dư, anh đang để dư nhiều không? Tại nó phụ thuộc vào cái không gian anh đang để bên này nữa nè anh. Nếu mà anh để rộng quá, anh có kéo lại cỡ nào chăng nữa thì nó cũng đang giãn, nó scale ra đều cái ô anh. Bây giờ anh chỉnh ở đâu rồi em? Anh chỉnh cái nào anh? Cộng trừ trên kia, ấn nút cộng trừ trên kia. Cộng trừ không được, cộng trừ nó zoom cả. Cộng trừ này là mình zoom to zoom nhỏ của cái ring review này thôi. Tòi. Bên trang in bên này là anh đang để rộng cỡ này không, hay là đang rộng hơn hay là bé hơn? Em nghĩ là rộng hơn nhiều. Đấy thì em đang để A1 à? À không. Nãy em hồi nãy em để A1.
A0 hồi nãy anh để A0 là rộng lắm á. Anh cho lại A1 là vừa á. Dạ. Anh vuông bài setup anh cho lại cửa A1 là được. Ok. A0 là bên đây nó rộng dữ lắm nè. Cũng còn dư nhiều á. Được không anh? Phối trong trường hợp này thì như khi mà submit cho khách hàng ấy thì mình yêu cầu là ẩn hết cái phần actual đi cho bởi vì submit skill ban đầu ấy. À, họ không còn actual hả anh? Đúng rồi, vì là mình submit lần đầu mà. À, lần đầu là cái mà hôm bữa chúng ta vừa mới học xong là tạo byline xong đó anh. Đúng rồi. Tạo byline xong là lúc đó là chúng ta nhảy vô chúng ta in liền ở, okay. Ở cái bước này. Dạ. Luôn đúng không? Đúng rồi, in rồi mình gửi cho họ luôn. Ok. Chứ còn chưa mình lúc đó là mình chưa có nhập bắt tuột. Đúng rồi. Ok chưa ạ? À? Được chưa anh? Ừ, anh thấy nó vẫn rộng không? Nó ở bên ngoài thì anh zoom zoom nhỏ lại rồi nhưng mà bên trong nữa nó vẫn rộng. Trong rộng là em cái trang in của anh bự quá, anh đang để khổ giấy bao nhiêu anh? Đã trở về A1 rồi. A1 à, A1 rồi cái dòng mấy cái bên này anh có nhiều dữ liệu không? Bên cái cột bên đây nè. Cái cột bên đấy à? Cột bên đấy anh còn có... Còn nếu không anh chọn lại A2 giùm em thử coi. Em không biết là bên đó bên kia của anh nó có nhiều cột không? À, ổn em ạ. Dạ, do em nghĩ là do cái cột của anh bên này nó ít nè ha. Dạ, nó ít giá trị báo cáo á, ít cái cột báo cáo á. Đó, rồi mình để cái khổ giấy bự quá thì dĩ nhiên là cái time scale bên đây nó sẽ dư nhiều, cái rang chặt bên đây nè, nó sẽ dư nhiều thì nó sẽ keo rộng ra cho anh thôi, nó sẽ đưa rộng ra cho anh thôi. Dạ. Rồi. Cái machine này thì chúng ta canh trên trước trái phải giống y chang như là Word thôi, không nói gì hết ha. Được rồi, xong cái anh qua cho em cái từ header. Rồi bấm OK đi. Cái anh kéo về lại phía bên góc trái về đây cho em một cái. Về lại bên đây. À, kéo về cái góc table view bên đây. Rồi vô lại print review để em hướng dẫn cái header. Kéo về góc trái. Rồi. Bấm vào vô lại print review. Bấm vào header. À. Thì header ở đây. Chúng ta sẽ thể hiện header và footer. Thì cũng như Word thôi. À, header ở đây các chị nhìn thấy có ba ô đây nè, anh nhìn thấy nè, một ô nè, thấy không ạ? Hai ô nè và nó đang ẩn ở bên kia một ô nữa là ba ô. À, chúng ta muốn hai ô hay ba ô hay bốn ô hay năm ô thì chúng ta sẽ tăng giảm cái số ô ở đây lên. À, ví dụ bên em thường là ba ô, thứ nhất ô đầu tiên em sẽ để logo, ô thứ hai ở giữa là em để thông tin về dự án. Và ô thứ ba bên này là em để logo của chủ tư, logo của tổng thầu, logo của tư vấn giám sát, vân vân và vân vân. À, tụi em hay thường như vậy. Và bên đây, ở dưới đây, tỷ lệ là 100%. Nó đang chia đều cho ba ô, thì mỗi ô là 33%. Nếu các anh để trên này hai ô, thì nó sẽ để tỷ lệ là 50-50. Mỗi ô là 50. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiệu chỉnh cái tỷ lệ ô của chúng ta bằng cách rê chuột lên chỗ này. Chúng ta nắm kéo thì các anh chị thấy cái tỷ lệ nó nhảy nè, nó nhảy tới một mức tỷ lệ mà chúng ta còn đó. Rồi kéo về bên này nó sẽ nhảy về một mức mà chúng ta còn. Ví dụ em để hai bên trái phải là 15 và em để cái không gian ở giữa này nó nhiều lên để em điền thông tin cho cái dự án của em, được không ạ? À? Rồi cái header này của mình được thể hiện ở trang đầu tiên, trang cuối cùng hay tất cả các trang hay là không có trang nào. À, trong trường hợp này em để tất cả các trang bold bay. Rồi cái hai ở đây là cái độ cao của cái header này của em. Bây giờ em để logo mà em để cái độ cao 0.25, tức là nó cao có chút xíu một xíu gì nè.
thì làm sao mà nó chứa được cái logo các anh, đúng không ạ? Mình phải tăng cái độ cao này lên, tăng lên, mở mập lại, tăng lên tới một cái độ cao mà chúng ta cảm thấy cái vừa. Tụi em để cũng tầm 1 hoặc 1.25, được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái ô đầu tiên để chúng ta đi thiết lập cái logo cho nó, bằng cách bấm vào cái ô đầu tiên chỗ em màu đỏ, bấm modify, bấm vào chỗ em màu đỏ và bấm modify. Modify. Rồi, chỗ mặc định của nó project name chúng ta sẽ bỏ đi. Và hình ảnh logo thì chúng ta sẽ bấm vào cái hình ở đây. Rồi các anh hãy bấm vào cái hình và các anh tìm tới cái logo mà chúng ta đang lưu trong máy tính của mình đó. Ha, lưu ở đâu thì chúng ta chọn tới thôi. Logo, bấm OK. Và chúng ta bấm vào cái logo này, chúng ta rê chuột vào cái góc cuối cùng á, chúng ta kéo zoom cho nó nhỏ lại theo nó vừa cho cái khung của chúng ta thôi. Nếu cảm thấy mà nó còn xấu thì chúng ta zoom cho nó bự ra lại xíu. Chỉnh một lần thôi ha, lần sau thì chúng ta chỉ còn lưu lại thành layout, thì lần sau chúng ta không cần phải mất thời gian chỉnh những cái này nữa. Đó, cảm thấy đẹp rồi thì OK. Lưu lại thành layout, lần sau tới cái thứ bảy, thứ sáu hàng tuần chúng ta báo cáo. Chúng ta chỉ cần vào print review một phát là tự động. Nó có sẵn logo, có sẵn cái giao diện này luôn. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta bấm vào cái ở giữa, chúng ta bấm modify, chúng ta thiết lập thông tin. Ha, ví dụ, tập đoàn Đại Dũng báo cáo tiến dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 6 năm tháng 6 năm 2024. Rồi, hiệu chỉnh cho nó cái phong chữ vân vân, cái này thì không có gì khó khăn hết. Chọn vô chữ A nè ha. Rồi, hiệu chỉnh cho nó cái phong. In đậm, in nghiêng, in bỏ gì đó thì tùy chúng ta chọn ha. Được không ạ? Rồi, tương tự như cái ô trái đây. Chúng ta muốn hiệu chỉnh cái gì thì chúng ta cứ thêm từ từ. Rồi, các anh làm. Được không ạ? Qua footer chúng ta làm cũng tương tự như vậy, không khác gì hết. Muốn hiện hiệu chỉnh cái gì thì chúng ta hiệu chỉnh cái đó. Chỗ này có nào chưa rõ chỗ nào không? Footer cũng tương tự như vậy.
Rồi bấm OK. Rồi bên đây cũng tương tự ha, các anh chị muốn điều chỉnh gì thì điều chỉnh, không thì để mặc định của nó. Đó. Mặc định của nó thì nó sẽ để thành dạng đét. Và chúng ta in cái báo cáo này ra vào ngày nào và lúc bao nhiêu giờ thì nó sẽ hiện ra ngày in và giờ in cho chúng ta. Để mặc định gì cũng được. Em tụi em thì có những dự án tụi em không để logo của tư vấn của chủ đầu tư, tức là những dự án nội bộ mà bên em tự đầu tư á, thì bên em không có để logo của ai hết, thì bên em tổng hợp luôn mà, nên là bên em sẽ để cho nó cái mặc định là cái ngày em in ra báo cáo, em in ra ngày nào, giờ nào, phút nào thì nó hiện ra đó cho chúng ta. Xong, chúng ta sẽ in ra bằng cách bấm print. Bấm print. In ra bằng cách bấm print. Rồi, chọn máy in, bấm OK. Chúng ta lưu ở đâu trên máy tính của mình? Vậy thôi. Bấm OK. Đó. Đúng không ạ? Ta in ra. Muốn in nằm ở đâu? Lưu đọc được chưa? Rồi trong trường hợp tiếp theo, em muốn thể hiện cái biểu đồ nhân lực hoặc là cái biểu đồ S code về dòng tiền của chúng ta nằm ở đây trong cái bản báo cáo này, thì em làm như thế nào? Em làm như thế nào? Rồi vô lại phần mềm, tắt hộp thoại trên review này đi. Muốn in ra có một cái biểu đồ nguồn lực hoặc là một cái biểu đồ dòng tiền, cái S code của chúng ta hiện nằm ở dưới ở đây, thì đầu tiên chúng ta phải hiện ra được cái biểu đồ. Ví dụ em muốn thể hiện vào dòng tiền thì ra chuột lên trên đây, anh chọn vào cho em activity usage profile, add cột vào dòng tiền. Còn cái biểu đồ nhân lực thì ra chuột lên đây, resource usage profile, chỉ thôi. Rồi hai cái như nhau ha, em chọn activity usage profile, nó hiện ra, nó hiện ra được cái biểu đồ, đúng không ạ? Hiện ra được cái biểu đồ. Bây giờ chúng ta sẽ print thì nó ra thôi. Vào file, chọn print review. Nè, nhắc lại, hiện ra được cái biểu đồ này trước đã bằng cách bấm vào activity usage profile. Sau đó chúng ta vào file, chọn print review. Chọn print review. Rồi kéo xuống coi thử có chưa. Chắc chắn là chưa rồi. Chắc chắn là chưa rồi. Chúng ta sẽ làm tiếp một thao tác. Bấm vào bay setup. Bấm vào bay setup. Bấm vào option. Và tích chọn show profile. Bấm vào bay setup, bấm vào option và tích chọn show profile. Thì lúc này chị sẽ có ngay lập tức. Bấm OK. Sẽ có ngay lập tức. Rồi, chúng ta cứ print ra. Chọn print. Rồi, chọn máy in. Chọn nơi lưu. Do trùng file lưu đề luôn. Chọn OK vậy thôi. Được không ạ?
Chỗ này có nào chưa làm được không? Rồi, em nói thêm một cái nữa. Nói thêm cái nữa. Và cái này nó sẽ còn cho các anh sau này phục vụ công việc. Cái nào mà nó dính tới phục vụ công việc thì em sẽ nói ha. Tức là ở đây các anh nhìn thấy phần mềm nó đã tạo sẵn cho chúng ta rất là nhiều cột và họ thiết lập công thức sẵn cho chúng ta hết rồi. Bây giờ trong quá trình chúng ta sử dụng phần mềm, chúng ta muốn tạo thêm một số cái cột theo ý đồ của mình để phục vụ cho một cái nhu cầu nào đó của công ty mình, của riêng mình. Ví dụ em muốn tạo ra một cái cột mang tên là ghi chú để em ghi chú cái gì đó cho cái công việc đó, hoặc là em muốn tạo ra một cái cột để em ghi chú về cái gì, hoặc là về ngày bắt đầu, về ngày kết thúc hay một cái gì đó, tùy chúng ta sử dụng. Vậy thì kịch bản ở đây có nghĩa rằng khi chúng ta còn tạo mới một cái cột theo ý đồ của mình thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào cho em menu Enterprise, chọn User Defined Field, tạo mới cột theo ý đồ của mình. Tạo mới cột theo ý đồ của mình. Vào menu Enterprise, chọn User Defined Field. Tại đây, một hộp thoại hiện ra và hãy bấm vào cái mũi tên tam giác sổ xuống ở đây. Bây giờ, chúng ta muốn cái cột mà chúng ta tạo ra nó có mặt ở trong trường dữ liệu nào? Ví dụ, em muốn cái cột em tạo ra nó có mặt ở trong cái cửa sổ Activity. Đây, cửa sổ Activity. Thì em chọn Activity. Thì trong cái cửa sổ Activity này, nó sẽ có cái cột mà chúng ta vừa tạo. Nếu cái cột em tạo ra mà em muốn nó có mặt trong cửa sổ Project, thì em chọn Project. Thì trong cửa sổ Project, nó sẽ có cái cột mà em vừa tạo. Hiểu ý chỗ này chưa ạ? Nếu cái cột mà em tạo ra, em muốn nó có mặt ở cửa sổ Resource, thì em chọn Resource. Thì trong cửa sổ Resource, nó sẽ có cái cột mà em vừa tạo. Hình dung ha? Trong trường hợp này, em sẽ chọn Activity và bấm Add. Bấm Add. Rồi, chỗ thay này, chúng ta đặt cho nó cái tên cột. Giống như ở trên này nè, cái cột nào nó cũng phải tên. Thấy không ạ? À, ví dụ em đặt tên cột là ghi chú. Ghi chú. Hoặc em tạo thêm một cái cột. Ví dụ cột, ví dụ ghi là cảnh báo. Cảnh báo. Được chưa? Tạo bao nhiêu cột cũng được hết trơn á. Rồi, chỗ deadline này, các anh bấm vào chỗ test này để em giải thích các cái ý nghĩa của cái test của này. Nếu như cái cột em tạo ra em muốn gõ dạng test thì em chọn dạng test. Nếu cột em tạo ra mà muốn thể hiện cho dạng start date, tức là ngày á, ngày bắt đầu á, thì em chọn là start date. Nếu cột em tạo ra mà em muốn thể hiện là cái ngày kết thúc á, thì em chọn là finish date. Dạng cột thôi. Nếu cái cột em muốn tạo ra mà em thể hiện cho dạng tiền, à, em muốn ghi chú à cột này 10 triệu, cái kia 20 triệu, cái kia 30 triệu, thì em chọn dạng code. Còn nếu em muốn tạo ra cái cột mà dạng số nguyên, thì em chọn đây. Còn dạng number thì em chọn đây. Ví dụ em tạo ra một cái cột, em ghi chú, cái cột đó ghi chú là sản lượng. Sản lượng là tấn. Muốn số nguyên có hai số phía sau hay không? Số nguyên, ví dụ 20 tấn là 20 tấn. Còn mà số dạng number là 20.5 tấn thì chúng ta chọn number. Nếu cái cột em tạo ra có những cái biểu tượng để cảnh báo, giống như là mình cảnh báo ra đường mà cảnh báo cấm quẹo, rồi cảnh báo đèn xanh đèn đỏ gì đó, cảnh báo, thì chúng ta sẽ chọn indicator. Đúng không ạ? Rồi, trong trường hợp này ghi chú em sẽ chọn dạng test và cảnh báo em sẽ chọn indicator. Tùy chúng ta chọn. Rồi, em close lại. Tạo xong thì em đóng lại. Bây giờ, trách nhiệm của mình là mình show cái cột đó ra trên này. Bằng cách show cột thì chuột phải chọn column. Và ở đây có một cái như thế này.
những cái cột mà mình tạo ra nó sẽ nằm trong chỗ user define đây, không còn phải tìm hết trên này chi cho nó cực. Nó nằm ở chỗ user define, hai cột em tạo ra nó nằm chỗ user define, thấy không ạ? Rồi mình sẽ lôi hai cột này qua, và muốn sắp xếp ở đâu thì tùy mình, được không ạ? Ví dụ em cột cảnh báo em muốn sắp xếp nó ở chỗ variant này để em cảnh báo là các bạn đang bị trễ deadline, ghi chú nằm ở cuối cùng. Rồi em bấm OK. Thì ghi chú, chúng ta muốn ghi chú cái gì thì chúng ta chọn ghi chú cái đó. Ồ, nãy ghi chú em chọn dạng tiền hay sao mà nó để là không Việt Nam đồng đây ta? Hình như nãy em chọn dạng tiền hay sao? Enterprise chọn gì là user define. Đúng rồi, ghi chú em để dạng code nè, thấy không? Ghi chú em để dạng code nè. OK, lỡ rồi thì thôi. Còn muốn chỉnh lại chỉnh thôi. Dạng test thì chọn test thôi. Ha, còn em để dạng tiền thì nó hiện ra là Việt Nam đồng thôi. Ha, không vấn đề gì cả. Ví dụ như là cái này, ví dụ như là 200 triệu. Đó, tương tự vậy thôi. Rồi, ID Keter cảnh báo là cái gì? Bấm vào. Ông nào đang chậm nè, cho nó màu đỏ. Đó, đang chậm nè, thấy không? Đang chậm nè. Đó. Còn đang OK, không có gì thì kiểu vào. Được không? Dạng biểu tượng. Để sếp nhìn vào là thấy chậm, thấy nhanh, hoặc là thấy những cái điểm gì đó mà chúng ta còn nhấn mạnh. Thì ở đây cái indicator này nó chỉ cho phép chúng ta tạo sẵn cho chúng ta có bốn cái biểu tượng này thôi, chúng ta có muốn thêm cũng không được ha. Đây là mặc định của họ rồi, họ cho nhiêu đó sử dụng thì mình sử dụng cái đó thôi, chứ muốn tạo thêm cũng không được. Còn muốn tạo thêm cột ghi chú mà dạng test để chúng ta nốt cái gì đó thì chúng ta nốt vô. Đó, để tạo thêm cái cột mới theo ý đồ của mình. Nhắc lại ha. Enterprise chọn User Defined Field. Rồi, chỗ này có nào chưa nhìn được, hoặc là có câu hỏi nào ở chỗ này không ạ? Muốn tạo cột ở trường dữ liệu nào thì chúng ta chọn những trường đó. Ví dụ em muốn tạo cột ở trường dữ liệu project, cơ số project, thì chúng ta trong cơ số project chúng ta sẽ show ra có cột đó. Vậy thôi. Anh Thư OK không anh Thư? Lớp trưởng. OK, đi sâu rồi. Thì đây là những gì của chương trình này và anh em mình đã làm việc với nhau bữa giờ chắc cũng 8-9 buổi gì đó ha. Và hôm nay là ngày cuối của chương trình. Thì trong quá trình chúng ta về, chúng ta ứng dụng vào cái dự án sắp tới của bên mình sắp tới có dự án đó, thì có áp dụng vào, có vướng mắc chỗ nào, có câu hỏi gì thì cứ ở em. À, em sẽ hỗ trợ. Thì chỗ này em chia sẻ luôn, thì có đôi lúc á, những lúc mà các anh hỏi á, thì lúc đó em đang họp, hoặc là em đang dưới nhà máy, dưới xưởng, hoặc em đi ra công trường, thì em không có cầm điện thoại, hoặc là cầm điện thoại nhưng mà không có ngồi máy tính để mà chụp Zalo. À, anh muốn làm cái này anh vào đây rồi em chụp Zalo em gửi từng cái là các anh làm được đó. Nên là những lúc mà em đi xuống nhà máy hoặc là em đi công trường á, em không ngồi máy thì hoặc em họp thì cái sự phản hồi của em nó hơi chậm một xíu, thì mong các anh thông cảm. Nhưng mà khi em về em ngồi máy tính một phát